Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Và trước tiên sẽ giới thiệu thành phần khách mời ngày hôm nay. Xin giới thiệu thạc sĩ tâm lý Tô Nha, diễn viên Tuyền Mập và chồng là Hiếu Nghĩa. Xin giới thiệu bác sĩ Dương Phương Mai, phó giám đốc y khoa Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Cặp vợ chồng Minh Trúc và Hoàng Nam cùng với hai bạn Chí Lễ và Thái Ninh. Thưa quý vị, thường thì một cái vóc dáng cân đối, một thân hình lý tưởng luôn là một cái sự mong muốn và khát khao của tất cả mọi người, kể cả nam lẫn nữ luôn. Nhưng mà đâu phải ai cũng đạt được cái mong muốn của mình. Thường những người có thân hình hơi quá khổ hay mặc cảm về bản thân của mình, thậm chí có những người là họ lại không dám đi tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc cũng như là đeo đuổi những cái đam mê, những ước mơ của mình nữa. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây để cho những cái người có thân hình quá khổ này họ vẫn cảm thấy tự tin và vẫn tìm được hạnh phúc cho cuộc sống riêng của mình? Đó là cái chủ đề mà chúng ta ngồi với nhau ngày hôm nay để cùng nhau chia sẻ. Và trước tiên Cát Tường xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Trong số những câu chuyện tình cảm của các cặp đôi đũa lệch thì chuyện của những người quá khổ dường như dễ bị xem nhẹ. Vì mọi người thường cho đó chỉ là vấn đề của ngoại hình. Tuy nhiên kích cỡ và vóc dáng của một người quá khổ cũng đôi khi mang đến không ít phiền toái cho đời sống và mối quan hệ tình cảm của họ. Ảnh hưởng trước nhất là sự tự tin trong giao tiếp và bày tỏ tình cảm. Vì cơ thể nặng nề nên họ dễ bị mất kiểm soát với không gian xung quanh. Việc bày tỏ yêu thương cũng trở nên lúng túng vụng về. Với trọng lượng dư thừa, họ cũng thường bị vợ hoặc người yêu than phiền trách mắng vì thiếu năng động linh hoạt. Vì vậy, người béo như còn phải mang thêm gánh nặng tâm lý khi yêu. Bên cạnh đó còn có những trường hợp người quá khổ vì bệnh lý, bị tăng cân đột ngột trong thời gian dài. Với thể trạng như thế, họ cũng gặp không ít phiền muộn trong đời sống vợ chồng. Một khi sức khỏe không cho phép vì cân nặng, chuyện quan hệ chăn gối của họ cũng theo đó mà mất đi sự nồng nhiệt, có khi còn phát sinh những hậu quả đáng tiếc gây hại cho sức khỏe. Trong tình yêu, việc một người bị béo hay bị thừa cân quá mức có thực sự là điều cản trở chuyện tình cảm của họ? Cần phải làm sao để người bị cho là béo có thể chung sống với nhược điểm này của mình một cách tự tin và giữ gìn trọn vẹn hạnh phúc gia đình như bao nhiêu người khác? Lúc nãy trước khi mà vào chương trình á, Tường có hỏi Tuyền là Tuyền muốn là các Tường giới thiệu như thế nào, là diễn viên Minh Tuyền hay là giới thiệu Tuyền Mập? Tuyền trả lời ngay Tuyền Mập. Dạ đúng rồi, em tự tin cái vấn đề em mập, chỉ bước ra đường là không ai nhớ hỏi chứ em nhớ chị tên Tuyền mà không nhớ chị tên cái gì Tuyền. Thôi Tuyền Mập nha, chị Tuyền Mập, Tuyền Mập rồi, ok, cái đó là cái nickname của em luôn. Theo như Tuyền, như thế nào gọi là quá khổ? Dạ quá khổ ở đây có hai nghĩa, là quá khổ có nghĩa là cái khổ dài á, mình không đủ mình đo, gọi là quá cái khổ giải đó. Nếu mà nói cái nghĩa đen của nó là thật sự khổ, tại những người mà có thân hình bự như vậy á, họ dễ lâm vô mặc cảm tự ti nên họ rất là khổ. Khổ trong vấn đề ăn mặc mua sắm, hoặc là đi ra đường dễ bị người khác nói thẳng ra. Có nhiều người họ ngộ lắm, họ hay kỳ thị lắm đó, họ kỳ thị những người quá khổ, bởi vậy người ta là người quá khổ. Thấy anh chồng bé nhỏ ngồi kế bên Hiếu Nghĩa, bạn thì nghĩ như thế nào? Nó đối với em thì bình thường, không có gì hết đó chị. Nói chung là tại vì em quen rồi. Ngày xưa là tụi em đâu có định là lấy nhau, hay là chỉ là quen nhau trên bạn bè thôi. Nhưng mà thấy dễ thương mình lấy, chứ đâu phải người quá khổ hay là mập béo gì mà không thương nhau được đâu. Có thấy gì đâu. Chưa, ngu lạ đó. Ngộ mấy trùng hợp với ngẫu nhiên mà mấy người mà quá khổ là chồng chút xíu trời. Đúng rồi, đó là cái sắp đặt rồi chị. Nói thật sự thì mình lúc trước khi mình cưới vợ thì mình có 47kg thôi. Thì nhìn á thì ai cũng nói mày ốm yếu quá, vậy sao mày lo cho vợ. Vợ mốt lỡ vợ mày đi đẻ đi mày sao mày ẵm, mày khiên mày chạy cho nổi. Đó. Bạn bè nói mày làm gì mày thấy mày vợ mày càng ngày càng mập, mày càng ngày càng rờm. Nhưng mà nói thì thôi kệ, nó tới chừng lúc đó vợ đủ thì vợ lo lại cho mình. Thì quả thật thì sau khi cưới thì mình cũng đã lên được gần 60. Hôm nay đó cũng là một sự cân bằng. Còn bạn Thái Ninh thì bạn nghĩ như thế nào về những người quá khổ? Em thì em mập từ bé rồi, từ lúc mà người ta còn khen em bụ bẫm dễ thương, xong rồi lớn dần lên thì người ta cũng kêu vẫn dễ thương bụ bẫm. Dạ vẫn dễ thương bụ bẫm. Có những trường hợp là em cố gắng em giảm cân á, những người mập thì biết rồi, giảm được 1kg nó mừng lắm. Trời, nhiều khi mình giảm được 1kg mình cũng khoe mọi người á, nhưng mà vô đến nơi cái mọi người nhìn mình thấy cũng y như cũ, mà nhiều người còn hỏi chứ Ninh ơi sao dạo này mà không tập thể dục đi, mày mập quá vậy Ninh. Mình mới giảm được 1kg đó, nó buồn lắm. Được có 1kg mà trong muôn vàng vô số ký, cho nên là cái 1kg nó không có thấm ở đâu hết trơn. Thấm đâu. Cái người mà quá khổ á là khổ vì quá nặng thôi, chứ không phải là khổ cho người ta chê cười gì hết.
Bởi vì khi mình quá nặng thì xài hoàn toàn là bích sai không à. Vì y khoa đó thì nói là nó thừa cân béo phì. Dạ. Thì nếu mà chiều cao trọng lượng mà chúng ta em chia ra theo tỷ lệ đó, mà nếu BMI của nó mà nếu mà trên 25 thì nó gọi là thừa cân rồi. À, chứ không phải là mình cứ nhìn cái người đó mình thấy to là người ta béo phì đâu. Mà người ta nếu chiều cao người ta vẫn cao, vẫn tốt thì cái tỷ lệ đó nó cũng vẫn là tương xứng. À, hoặc là người ta có một cái phép tính là người ta sẽ lấy trọng lượng trừ cái chiều cao thì nó sẽ ra cái tỷ lệ của mình là trọng lượng đó nó có cân bằng hay là không. Vậy hàng chi theo cái chuẩn đó, cho nên mỗi lần mà mấy cái cân mà cân đo sức khỏe ngoài đường á, xong chị thấy chị mập vậy nha, mà sao mỗi lần mình leo lên cái cân là khi nào cân cũng nói mình là chuẩn hết trơn á. Khi mà chúng ta giao tiếp với con người thì nó lại là cái sự giao tiếp về mặt tâm lý, cho nên nó còn là cái cảm nhận cá nhân. Và cái từ quá khổ ở đây nó cũng không có khung luôn. Ví dụ như bạn là người châu Á, bạn nhìn người châu Âu bạn nói trời sao quá khổ vậy, nhưng mà thiệt ra cái người đó họ vẫn đang rất là bình thường. Hoặc là bây giờ ví dụ như là khi mà mình về gia đình của mình đi, thực ra là cái chuyện bụ bẩm như thế này nó cũng là từ nhỏ và nó giống như nó thuộc về truyền thống gia đình rồi, cho nên ở nhà mình thì chẳng có ai phát hiện ra cái chuyện ô cái này quá khổ hoặc là không được rồi, bất ổn rồi. Có nghĩa là cái quy chuẩn trong cái bối cảnh giao tiếp và cái con người bạn đang gặp gỡ là ai thì bạn có mới được xác định là quá khổ hay không về mặt tâm lý. Cho nên nó cũng mang tính thời điểm lắm, tùy thuộc vào cái cảm nhận và cái chuẩn của từng cá nhân. Tuyền mập em là quá khổ từ bụ bẩm từ nhỏ hay là sau này? Dạ đúng rồi, được. Theo em nghĩ là nguyên nhân tại sao mà em quá khổ? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà ở nhà em có ai quá khổ không? Dạ không, nhà một em chuẩn chị. Dạ, nhà em chuẩn đều của em là gen trội chút thôi. À. Dạ, nó trội. Nhà quá trội chứ chút gì? Dạ. Quá trội. Em nghe là em sinh ra với số cân bình thường, số đo bình thường như con người ta, nhưng mà em bệnh quá nhiều. Bởi vì bà ngoại bồi bổ cho, ngoài những cái bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn xế là ở trường cho rồi, thì 4 giờ bà ngoại đón em về là cho em ăn thêm một bữa dặm nữa. Dặm giữa cái bữa ăn xế với lại cái bữa ăn chiều, nghĩa là ăn chín rồi ăn xế rồi ăn dặm rồi. Dạ. Nói chung là cái lịch ăn của em nó bận lắm. Là do cha mẹ mình thương mình quá, mình sợ mình bệnh hoạn cái cho mình ăn nhiều. Dạ. Tự nhiên mình mập lên luôn. Dạ. Cái biểu đồ của nó lên thẳng không mà nó chứ bao giờ nó gập xuống, cứ không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên. Dạ đúng rồi. Hiếu Nghĩa, em quen Huyền Mập được bao lâu rồi? Gần 6 năm rồi chị. À, vậy trong 6 năm đó em thấy cái tiến trình phát triển của Tiền Mập như thế nào? Không, em thấy cảm thấy là cũng bình thường, nhưng mà tại vì em quen rồi em thấy nguyên bình nhân thường. Tại sao Tiền nó mập hoài? Em đâu có thấy mập đâu, em cũng thấy cũng vậy. Cái chuẩn tâm lý nó nằm ở đây nè. Tại vì chắc là em nhìn hoài em quen hay sao. Em biết Tiền Mập nhiêu ký không? Em nhớ không lầm là 100. Trật rồi, nhiêu ký? 107. Vậy đi em nói nghe nào, không phải tại chồng em đâu. Lúc đám cưới em có 90 mấy, chấm 100 thôi, gần 100 thôi. Còn 200 gram nữa mới là 100. Nhưng mà bây giờ thì cưới chồng rồi, vui. Nói chung vui, tinh thần thoải mái, ăn uống thoải mái, công việc vui vẻ, ăn ngủ đều đặn, được vỗ béo. Lấy chồng được bao nhiêu lâu rồi? 4-5 tháng. 4-5 tháng mà lên 7 kg hả? Thôi em bớt vui nha, em đừng vui nữa. em đừng vui nữa đây chị, mệt lắm à. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà cái này bổ quá, bổ rồi giọng sổ về ngang không? Phải thông cảm. À, còn Trúc thì lúc mà Trúc lập gia đình tới giờ là Trúc có mập lên thêm không hay là cũng vậy? Khi mà có em bé đó thì bắt đầu nó tăng lên chắc cũng 10-20 kg gì đó. Rồi từ từ nó mới xuống. Tức là khi mà sanh con ra xong rồi đó thì nó xuống. Nhưng mà nó xuống á thì nó lại xuống không có nhiều bằng cái lúc mà mình bắt đầu. Sau khi sinh xong thì mình còn phải cho con bú. Thì nếu mà mình ăn mà ít quá thì nó lại không có đủ cái chất dinh dưỡng trong sữa đó. 107 mà cho thêm 20 nữa đi là 127. Còn 150 đi vậy thôi. Nguyên nhân này đâu có thể kháng cự được ha. Dạ, nguyên nhân rất là thiêng liêng và cao cả. Còn bạn Lễ, bạn nghĩ bạn có mập hơn mỗi ngày không hay là vẫn giữ số đo này? Từ lúc em ra đời là em đã có cái tàn người như vậy rồi. Em cân thì em thấy lúc nào em cũng tăng cân hết. Kỳ vậy ta. Nhưng mà hiện trạng chung. Nhưng mà với cái tàn người em cảm giác như mình không có bị tăng. Nhưng mà mình mỗi lần mình lên cân, ủa sao kỳ đó, mình tập luyện rất là nhiều. Em nghĩ là hôm nay mình tập nhiều, trong tháng này mình tập rất là nhiều, chắc chắn mình sẽ giảm cân. Bước lên cân, ủa sao tăng 2 kg cổ ta. Cân không có tăng luôn. Phương pháp không? À, mình cũng có thể chia sẻ như vậy nè. Bởi vì khi mà cái cường độ tập càng cao á, thì khi mà mình tiêu hao rất là nhiều thì mình cái phần mình nạp vô á, thì nó lại càng hấp thu nhiều. Đặc biệt những người xương lớn nha, bạn thấy cái người họ rất là đều, nhìn không có gì nhưng mà họ leo lên cân, họ nói
trời ơi em vậy mà 60kg hả, anh thấy em đâu có gì đâu, nè em thấy xương của em nó bự 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 không. Mà thật sự cái xương nó cũng quan trọng lắm. Cái vấn đề tăng cân quá khổ này nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là giống như Tuyền nói đó, do cái chế độ ăn từ nhỏ. Hồi xưa người ta khuynh hướng là cha mẹ ông bà hay bồi dưỡng cho cháu càng bụ bẩm càng sổ sữa chừng nào là nuôi con khéo chừng nấy. Thành ra là cái thói quen uống của mình nó từ nhỏ nó hình thành rồi thì nó sẽ khó để mà nó xuống cân lắm. Thứ hai nữa là cái rối loạn cái dinh dưỡng, rối loạn trong cái chế độ uống của mình. Có thể là trong gia đình mình nữa có cái gen rồi, nó có thể tạng là cha mẹ đều to con lớn con hết thì có thể là đó là cũng là một trong những cái vấn đề. Ngoài những cái vấn đề đó thuộc về các cái chỉ số sinh học và đặc biệt là gen là di truyền á, thì chúng ta còn phải thừa nhận rằng các cái sang chấn tâm lý hoặc những cái khó khăn về mặt tâm lý mà các bạn gặp, mà cụ thể là stress đó, nó cũng có thể là một trong những nguyên nhân rất là lớn để khiến cho số cân của bạn nó có những cái trồi sụt. Tức là có những người họ gặp những cái sang chấn của họ có thể không ăn uống và thể trạng của họ bị yếu đi, nhưng mà cũng có những người họ tìm đến ăn uống như một giải pháp để trị liệu, để ăn cho bớt buồn, và sau đó thì nó thành một cái nhu cầu của cơ thể. Và thêm một cái nữa là ăn nhưng mà không kiểm soát thì thành ra là sau đó thì cái số cân nó tăng, mà khi bạn càng tăng cân thì cái gọi là cái cảm giác trầm cảm của bạn nó càng nặng, mà khi bạn càng trầm cảm thì bạn lại càng tìm đến cái liệu pháp mà bạn đang sử dụng là liệu pháp ăn cho nhiều, ăn mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng thì đã có những cái người mà họ gặp khó khăn về tâm lý và sau đó họ bị béo phì và như một cái dạng bệnh lý luôn và phải đi điều trị. Tại vì cái thời đại chúng ta đang sống thì các bạn gặp khá là nhiều những cái áp lực và nó dễ khiến cho bạn tìm kiếm những cái phương pháp giải tỏa mà nó không đúng cách thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, mà cụ thể là số cân. Tôi nghĩ rằng những người quá khổ họ cũng có những nỗi khổ tâm mất mát. Thì bạn hãy thật tâm chia sẻ đi bạn Tuyền. Thật sự là bạn có thấy những khó khăn gì hay những mất mát gì khi mình có một cái bóc dáng to như vậy không? Nói chung là có mất mát cũng nhiều nhưng mà có lại được cũng nhiều. Cái đầu tiên em nói về cái mình được đi. Khi mà mình mập đó thì cái mình mỗi khi mình ăn cái gì là mình thấy tâm hồn mình nó thoải mái, giống như mình được giải phóng vậy đó. Nó vui vẻ lắm, nó vô cùng vui vẻ. Và ngoài cái cảm giác đó, mỗi lần mình no mình rất là dễ buồn ngủ, nó dễ đưa mình vô giấc ngủ, ngủ rất ngon. Cái mà không được ở đây là em là nghệ sĩ thì ra đường có những người họ lại ưu ái cho mình. Nhưng mà nếu như những trường hợp như em cũng là phụ nữ, cũng là con gái mà mập như vậy, mà họ chẳng may họ làm một cái nghề nào khác, họ sẽ bị người khác giống như là, chỉ có hiểu cái cảm giác mà kỳ thị. Đó đó đó, đúng rồi, kỳ thị. Mà giống như hồi nhỏ em đã từng gặp rồi, chứ không phải là không đâu. Cái này là cảm giác em hồi nhỏ. Trước khi em vô trường sân khấu em là một đứa đại loại như là bị trầm cảm vậy đó. Đi ra đường là chỉ có câm điếc và đuôi mù, không có dám nghe, không dám nhìn và không dám để ý bất kỳ ai nói gì mình. Tại vì mỗi lần mà mình cứ bước ra đường, mình đi học từ nhà đến trường là mình đi là hai bên người ta là nói trời ơi con kia sao nó mập quá, mập quá, mập quá. Thì cái cảm giác mình lại bị tự ti mặc cảm mà giống như là rất là bực mình, mà nếu như mà có thể mà nhảy vô được đánh luôn đó, tức lắm, tức lắm. Mà nhưng mà tại vì mình mập người ta mới chọc mình, giống như cái đó là lỗi của em vậy đó. Rồi xong em lại co cụm mình lại, em thu mình lại, em đi đâu là em cứ cắm đầu em đi, là em nhìn thẳng một đường em đi luôn, không dám nói và cũng không dám nghe. Bởi vì mình nghe càng ngày càng nghe càng nhiều á, mình về mình nặng đầu óc, mình buồn mà cảm giác mình bị cô lập lắm. Lúc trước đi học á, ra đường thì bạn bè cũng hay trêu lắm, mập này mập nọ. À, thì mình cũng buồn. Rồi sau này mình lớn lên á, mình đi chơi với bạn bè cũng vậy. Vì lúc vô những cái quán không, ví dụ như ghế bình thường thì không nói, giờ lúc ghế nó thấp vậy nè, mình xuống mình ngồi xuống cái là coi như là rồi bên đây có một sự tâm mình, cảm của mình bị dòm luôn, cái mình có thể bị động mà mình cố gắng chết rồi hôm nay chính xác, chính xác. Chết rồi chính xác. Nó cho mình kiếm cái ghế cao hơn xíu mình ngồi. Ngồi vậy thì cũng khác biệt quá nên là nhiều lúc mình cũng thấy khó xử, cũng buồn lắm. Thứ nhất là ít bạn, thứ hai là mình không có cởi mở, nó bị hạn chế là ở chỗ đó. Với thứ ba nữa, giống như hồi nãy bạn Lễ nói là rất là tốn tiền, là bởi vì hay đền đồ cho người ta lắm. Tại vì giống như mình đi uống cà phê, nhất là bây giờ hay có cái mod là cà phê cốc, cà phê qua cái ghế gỗ nhỏ nhỏ, ghế đậu. Mà nếu mà tụi em vậy làm sao mà ngồi được một ghế được chị, phải hai ghế nhập đôi vô, nó phải như cái bàn vậy đó tụi em mới ngồi vừa. Đó là những cái trong cái cuộc sống vậy. Còn trong cái chuyện vợ chồng thì thật sự em có gặp khó khăn gì không? Mình có thấy mình mất mát gì không? Không hiểu là vì sao mà em lại may mắn khi có một người chồng như ảnh. May mắn ở đây là khi mà từ cái quá trình tụi em yêu nhau, cái lần gặp đầu tiên ảnh cầm cái điện thoại mà ảnh bước vô đường hẻm mà ảnh dòm em nè. Ổng vừa dòm em một cái là ảnh rớt cái điện thoại liền. Sau quá trình bạn bè quen biết rồi từ từ tìm hiểu nhau, rồi bây giờ tới
quen nhau thời gian cũng khá lâu rồi, cũng nửa chục năm rồi, thì ảnh làm cho em cảm giác là mình tự tin là mình đẹp, chứ mình không phải là ừ tôi mập rồi là tôi kém cỏi như là những cô gái khác. Cho dù đi ra đường anh có nói ờ Becky đẹp quá em, nhưng mà em đẹp nhất, luôn luôn tạo cho em cảm giác tự tin. Và những cái gì đó nói về vợ chồng, cuộc sống vợ chồng, ảnh luôn luôn là người chủ động. Bởi vì em không có gặp cái mặt cái giống như là cái không mặt khó khăn, không ngại, không ngại ngùng gì hết, không hạn chế gì hết. Nói chung nó cũng có hạn chế một số cái đi, nhưng mà đa phần là ảnh chủ động để tạo cho em cái sự thoải mái nhất. Tạm tin là vậy đi. Thôi anh nói đi chứ, thôi chị Tường chứ không tin em kìa. Em không có chịu đâu. Em lúc nào cũng thoải mái vậy bình thường rồi chị ơi. Mà giờ em mập vậy là em thích. Người quá khổ có một cái gì đó đáng yêu. Thì mình thích. Rồi giờ mình có thể tiến tới lâu dài. Cái người quá khổ hay không quá khổ đó, họ đều có những cái ưu điểm nổi bật. Nhiều khi nhỏ quá không chị, tôi phải cái cục đình dễ ôm. Vợ chồng giỡn với nhau là không, thấy mặt em là chị thấy vui rồi đó. Vậy còn Thái Ninh. Em nói trước về cái mất đi. Cái buồn nói trước là chuyện lựa chọn trang phục. Thì cái này nó khó. Tại vì size Việt Nam mình, đặc biệt là những cái size đồ đẹp nó về thì nó không có cái size của em. Rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mỗi lần mà đi xe khách á, mà nó nhồi nhét á, là mình tội mấy ông tài xế lắm. Tại mình em là ngồi hết hai ghế rồi, ổng đâu nhét được ai vô nữa đâu. Còn về cái được á, là tại vì mình mập như vậy, da mình lúc nào cũng căng tròn cho nên mình trẻ hơn người ta. Với lại á, bởi vì mình mập thì mình vui, cái mặt mình nó vui vui, nó giống như là cái mặt cười nó tròn tròn, thì bạn bè nó chơi với mình nó cũng vui. Mỗi lần mà văn nghệ mà kêu em lên nhảy một cái là người ta ồ á, người ta ngưỡng mộ em tại em thấy em nhảy được. Mà thực ra nó đâu có gì đâu, tại mình mập chút xíu thôi. Thế còn trong chuyện tình yêu bạn có gặp trục trặc gì không? Trước đây thì cũng có đôi lúc trở ngại, mình còn trẻ thì mình có xu hướng là tiếp cận với các cô gái trẻ, thì các cô gái trẻ thì thích xem phim cho nên là mê tài tử lắm. Trời ơi, phải mấy anh cao to mặt baby rồi này nọ mới thích. Nhưng mà theo thời gian thì đến bây giờ thì em thấy là với các bạn nữ khi mà họ đã chững chạc rồi thì họ chú trọng nhiều về cái tính cách, về cái con người và về cái hướng sống của mình hơn. Thì mình có công việc ổn định thì mình cũng dễ dàng hơn trong cái việc tìm hiểu và cũng có bạn gái này nọ. Theo thống kê ở Việt Nam mình thì tỷ lệ béo phì là nó lên tới 30% rồi, mà nhất là những thành phố mà công nghiệp như là thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ béo phì nó lên tới 40% lần. Khi mà chúng ta không có biết tiết giảm được cái vấn đề tăng cân thì rất là nhiều hệ lụy xảy ra. Hiện tại bây giờ thì đầu tiên là cái vấn đề tim mạch đó, bệnh nhân là toàn là béo phì không thôi. Khi béo phì thì nó đưa tới là cholesterol cao, mỡ trong máu, rồi nhồi máu cơ tim, ung thư xơ gan hay là gan nhiễm mỡ vân vân, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Có những bạn trẻ mà nếu mà tăng cân cao quá sẽ đưa tới cái buồng trứng đa nang, nó làm rối loạn kinh nguyệt, đưa tới vô sinh, có khi là cũng không có rụng trứng. Trong vấn đề quan hệ vợ chồng, ngay cả người nam mà nếu mà béo phì quá thì người ta nói rồi, nếu mà vòng bụng anh to quá thì vòng đời anh sẽ ngắn đi, nội tiết sinh dục chúng ta cũng sẽ rối loạn, cũng sẽ giảm, đưa tới là chúng ta sẽ yếu sinh lý nè, hoặc là cản trở trong vấn đề quan hệ vợ chồng đó, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Cái mất rõ ràng là thứ nhất, công việc của các bạn chắc chắn sẽ có cản trở nếu như bạn làm ở một số ngành nghề đặc biệt, hoặc là cái chọn lọc nghề nghiệp nó cũng sẽ vô tình mặc định rằng là bạn sẽ yếu thế hơn so với những người cân đối theo cái chuẩn chung của cái nghề đó. Cái thứ hai đó là cái việc mà bạn kết nối với người khác thì chắc chắn nó có hàng rào tâm lý ngay từ phía của chúng ta, người phía của người mà có số cân nhiều á, quá khổ. Và cái thứ ba thì nó là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây bao gồm hạnh phúc trong các mối quan hệ. Ví dụ như Tuyền đã nói là mình không mở lòng được với bạn bè nên mình không có nhiều bạn. Và với những cái yếu tố nó thuộc về cơ thể, thuộc về sinh học như cô Mai nói đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vợ chồng của các bạn. Rõ ràng với cái người mập số ký nhiều thì cái hệ tuần hoàn máu, mà cái lúc mà thăng hoa trong tình yêu thì rõ ràng cái sự vận chuyển, cái lưu lượng máu hệ tuần hoàn nó rất là nhanh, rất là nhiều. Thì có thể với những người mà có số cân một cách đột phá, đột ngột và nhiều hơn thì nó hơi có nguy cơ hơn so với những cái người bình thường, và nó vẫn có thể dẫn đến đột quỵ của không chừng. Một lá thư của một người cũng có tình trạng là quá khổ gửi đến chương trình như thế này. Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng đã được 4 năm. Trong khi chồng vẫn thư sinh như ngày yêu nhau thì giờ tôi nặng gấp rưỡi, từ 43kg lên 70kg.
chuyện vợ chồng của chúng tôi gặp nhiều rắc rối, đã xoay sở đủ tư thế, chồng cũng cố gắng dốc sức nhưng vẫn không đi đến đâu. Đôi khi chồng tôi phải tắt phụt đèn đi để âm thầm hành động trong bóng tối, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng bay bổng. Thời gian gần đây, mỗi lần hễ thấy tôi mặc đồ ngủ gợi cảm hay thoa chút nước hoa thì chồng tìm cách trốn. Lúc thì giả vờ nằm ôm bụng kêu đau, lúc thì nhớ ra có công việc cần phải làm ngay nên đi ra ngoài. Tôi đã cố gắng giảm cân nhưng không được, tôi phải biết làm sao đây khi tuổi 30 khao khát được yêu nhưng chồng ngày càng ghẻ lạnh chỉ vì tôi béo. Tôi nhận thấy rằng là chưa chắc chị này chỉ giảm cân thì cái vấn đề của gia đình chị sẽ được giải quyết đâu. Bởi vì nếu như đây là một ông chồng thực sự yêu thương vợ đó thì cái cảm xúc tình dục nó có nhiều thứ quyết định chứ không chỉ đơn giản là số cân nó quyết định. Cái việc mà khoái cảm thì nó vừa là cái yếu tố, cái sự đáp ứng của cơ thể nhưng vừa là cái sự đồng cảm về mặt tâm hồn. Cho nên là ở đây có thể do bản thân chị ấy đã tự ám thị một cái sự mặc cảm cho mình để rồi mình luôn có những cái sự thụ động. Còn anh chồng ở đây nếu như chỉ vì số cân của bà vợ mà không cố gắng giúp đỡ bà vợ thì tôi cũng đang hơi lo cho cái hạnh phúc gia đình đấy. Cái chuyện nó có nhiều tư thế mà mình cũng lựa chọn sao cho thích hợp thôi. Chứ cũng khó khăn thì cũng đâu có gì là khó khăn. Cũng có khó chứ không phải không khó. Thật sự mấy cô mà quá khổ mà chồng mà ốm ốm mà kêu mà để mấy cô mà 8 thằng 3 dục lên là bảo đảm chết chắc. À sao Tuyền, em nghĩ sao về cái trường hợp mà người ta nói là mấy người quá khổ là gặp trục trặc trong vấn đề khi nếu như đã gặp rắc rối là em đã gặp rắc rối từ lần đầu tiên rồi chứ không kéo dài được 4-5 năm đâu. Hy vọng là từ nay về sau cũng không bao giờ gặp rắc rối. Hên xui chị, nếu mà lên 150 là hơi căng á. Nếu mà hai vợ chồng mà cùng cảm thấy là mình thấy như vậy là được tốt rồi thì có thể nó không sẽ không có vấn đề gì, giống như là hai vợ chồng Tuyền hay là nếu một cái bụng to quá thì nó sẽ là cản trở những cái tư thế yêu của mình, thì hai người cũng phải là ngồi với nhau để bàn bạc là cái tư thế nào để mà có thể hòa hợp, có thể cảm nhận được cái vấn đề tình yêu của mình. Chất lượng cuộc sống nó vẫn nằm ở cái đời sống tâm lý của bạn có thực sự lành mạnh hay không. Thì rõ ràng số cân nó có ảnh hưởng nhưng nó không thể nào trở thành điều kiện quyết định. Tự tin hay tự ti là do bạn lựa chọn cái cách kết nối của mình. Có thể phô diễn hoặc là kết nối với người khác hay không, nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn có hiểu rõ cái sở trường của bản thân mình là gì hay không. Người mập không phải là người xấu. Như vậy thì chúng ta sẽ làm người tốt bằng những cái yếu tố khác thuộc về cơ thể của mình. Nó có thể là năng lực. Rõ ràng giống như Tuyền nói hồi nhỏ là tôi rất là tự ti, nhưng mà tại sao lớn rồi tôi không tự ti nữa? Bởi vì lúc đó chúng ta hiểu rằng là cái làm nên con người chúng ta nó không chỉ đơn giản là bao nhiêu ký và cao bao nhiêu, mà còn là tôi có năng lực gì, tôi có sở trường gì, tôi có thể đem đến niềm vui cho người khác bằng cách nào. Và có một cái điều nó thuộc về nguyên tắc cuộc sống, đó là khi mà bạn không thể nào thay đổi hoàn cảnh. Tức là có rất nhiều người mập mà bây giờ tôi cố gắng lắm rồi, cơ địa của tôi như thế, thì chỉ có một cách duy nhất để bạn sống vui, sống tốt, đó là bạn thay đổi thái độ. Thái độ với chính bản thân mình, bạn đừng kỳ thị chính mình nữa. Khi bạn còn kỳ thị chính mình thì bạn không tự tin. Và cái thứ hai đó là bạn thay đổi thái độ với cuộc sống xung quanh. Không phải người nào cũng kỳ thị người mập. Và như vậy thì chúng ta sẽ có quyền lựa chọn các mối quan hệ để chúng ta thực sự có được cái cuộc sống chất lượng cho bản thân mình. Cảm ơn những lời chia sẻ của Tonya. Tuyền mập cười rất tươi, mình tin rằng là những điều bạn nói là đúng. Chúc hai vợ chồng bạn lúc nào cũng vui nè, cảm thấy hạnh phúc giống như là hiện tại bây giờ, nụ cười luôn luôn nở trên môi của hai vợ chồng. Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc. Xin kính chào.